ai với ai? Cô Hawaii với chị giấu tên hả? Cô Hawaii cho 1 triệu hả? Chị giấu tên chút. Có nghe máy không? Cái mai ai? Bán nhiêu? Bán ra à? Đó giờ. Rồi gom rồi đi. Bữa nay cô Hawaii với chị giấu tên ở bên Mỹ ha mọi người, cho tiền lì xì cho anh em ha. Hậu này hứa không hả? Mới 2 giờ đó, mà chắc này còn đợi ông 3 giờ hai mấy rồi. Quýt gì đánh nắng á. Tao gói này mười mấy sọt mà quýt đẹp quýt bự là bán ngon đó. Giờ là còn xấu mà. Ừ. Quýt đẹp là bán mau á. Rồi vô nha ơi. Đi có gánh gì đó mà lại mấy. Rồi ngồi gom lại đi quay mấy hết. Rồi xích này anh Tư Phú mới thấy được. Xích vô. Đâu rồi, sai vô mới thấy. Xích vô đây nè, nhí. Nhí. Xích vô trong rồi nè. Xích vô mới thấy đường. Rồi bữa nay có cô Hawaii với chị giấu tên bên Mỹ cho anh em 1 triệu. Lì xì Tết. Mấy là cũng có hoa hoa thì chị cho ông nội nha. Mấy là cái
chị đấu tên ở bên Mỹ cho hoài đó nha, cô Hawaii cũng cho mình hoài đó. Là cô chị đấu tên 1 triệu nè, cô Hawaii 1 triệu là 2 triệu. Trước hết cảm ơn cô Hawaii với cô giấu tên bên Mỹ. Tết này cô cho được 1 triệu là mừng dữ lắm, không biết nói gì hơn. Chẳng hôm mới cũng chúc cho cô Hawaii với cô giấu tên bên Mỹ năm mới nhiều sức khỏe, phát tài. Cảm ơn cô, hai cô rất nhiều. Cô chúc. Để chúc cũng là chị đấu tên mới cho chú 7 triệu á. Làm nhà đó ha. Rồi cái này con lì xì cho chú nè, đó chị lì xì cho chú 1 triệu đó Tết nè. Mới lại cô Hawaii nha, lì xì cho chú là 2 triệu ha. Đấy là hai người đấu tên cô Hawaii mới lại chị đó. Năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài. Cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ, chú cũng đồng hành với tụi con được mấy căn nhà từ thiện đấy. Có chú bàn tay của chú khéo léo. Ai cũng thích. Chúc dân tộc gì nữa. Chúc chú mấy ông nội cũng thật nhiều sức khỏe. Tức là chúc thật nhiều sức khỏe, sau đó là hả? Con cháu hiếu hảo, phát tài, mạnh khỏe. Rồi tới anh Hậu. Đây là của cô Hawaii, lì xì cho anh ăn Tết 1 triệu. Rồi chị giấu tên thay cho mình hoài đó. Dạ. 1 triệu nữa là 2 triệu. Dạ. Đó, ăn Tết lớn nha. Dạ. Năm mới cũng chúc cô với chị nhiều thật nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Dạ. Chúc cô chị luôn trẻ mãi, không già. Ơi, cảm ơn anh Hậu. anh Hùng. Dạ. Anh Hùng cũng mang ơn anh Hùng giới Hà Tiết là cho tụi em ha. Đấy. Thì chị đấu tên có cho tiền anh bơm cát á. Thế bây giờ chị lì xì cho anh 1 triệu ăn Tết này à. Rồi cô Hawaii ha, cũng lì xì cho anh 1 triệu ăn Tết này à. Hả Tết đến, Hùng xin chúc cho cô Hawaii với chị vô tên sức khỏe dồi dào, gia đình luôn hạnh phúc, làm ăn phát tài, vạn sự thành đạt thắng lợi. Cảm ơn cô với chị. Giỏi vậy. Em coi giỏi chứ phải giỏi giỏi mà đâu hay. Em phải giỏi đúng là giỏi đâu. Anh học kèm vậy. Anh Tư. Cho Tư nay có tiền Tết ở đây chỉ giấu tên bị lì xì tranh 1 triệu ha. Là ăn Tết ha. Mới lại cô Hawaii ha, chứ có giúp mình làm nhà đó. 1 triệu nữa là 2 triệu. Đấy. Con cũng ơn cảm ơn cô Hawaii với chị giấu tên. Mới chúc cô với chị được nhiều sức khỏe. Cảm ơn nhiều. Bây giờ đây là gì? Đây này. Vẫn cười. Em tiếp chị, anh chị làm nhà tình thương này, nhỏ ôi Tết rồi. Chị cô Hawaii thì chị cho triệu nè. Đấy. Mấy chị giấu tên mà lâu lâu cứ cho mình hoài đó. 1 triệu nữa là 2 triệu nè. Đó. Cảm ơn cô mấy chị. Cảm ơn cô Hawaii với cô giấu tên nè. Chúc cô năm mới vui vẻ. Tên chị biết nói như đó nè. Phú nữa nè. Cô Hawaii thì cho em ăn Tết 1 triệu nè. Rồi. Chị giấu tên mà cứ hay cho lúc mà tiếp nhà chị đó cho ngoài đó anh em ăn uống ngoài đó là tiền nữa là 1 triệu nữa thì chị ăn Tết đó là 2 triệu ha. Đẹp hết. Nha. Cô quay chị giấu tên năm mới chờ gì sức khỏe. Nó rung dữ à chồng. Nè Tết là tình nè. Đây là cô Hawaii lì xì cho em nè, 2.000 đô làm nhà ha. Đây là lì xì cho em 1 triệu ăn Tết này ha. Nè. Rồi chị giấu tên cho em làm phát sinh nè. Đó, 1 triệu nữa là 2 triệu ha. Con cũng xin cảm ơn cô Hawaii, chị giúp ta từ Mỹ à. Đã cho công tiện xe Tết. Bắt đầu năm mới con chúc cô chị nhiều may mắn à, nhiều sự như ý à. Để con xin hết. Trường cũng thương chạy luôn đi, cô Hawaii thì tặng cho em 1 triệu ăn Tết để xì cho em năm nay hết nghèo hết khổ. Dạ. Chuẩn bị có nhà mới nha. Dạ. Rồi chị giấu tên thì đang tiếp hàng tháng cho mẹ em đấy, cho em sữa đó. Dạ. Cho em nhà là nhà đó, thành đô á. Dạ cảm ơn cô Hawaii với chị giấu tên đó cho tiền nhà mẹ em á, với tiền cho coi uống sữa á. Chúc cô hai cô chị với cô á năm mới gì sức khỏe mà nó phát đạt á. Mỗi người này chỉ cho em 1 triệu nha, hai người là 2 triệu nha. Dạ dạ. Rồi đi tiếp. Mà tới lượt Nhí nè. Hôm qua đi xe rồi mình té nó cứ khổ. Nè, cô Hawaii lì xì cho 1 triệu nè, ha. Đấy, cô Hawaii mẹ gọi cô Hawaii hoài đó. Đó. Cảm
cảm ơn chị Hawaii thì nghe cho ba anh em cái nhà cảm ơn cô đấy mà chị đâu nè, còn đây là chị nào, chị giấu tên là cho nhà em hoài rồi cũng bị cho chị mọi giấu mặt mình xin gian tết đi nha, chị mới vui vẻ trong gia đình đó. Em cũng cảm ơn, trước tiên con cảm ơn cô nhiều, cảm ơn chị nhiều nha. Đó, em cũng mừng hết cái men tết lớn rồi đó. Cảm ơn chị giấu tên với cô Hawaii đã hương anh em, cho anh em ngượng chịu. Đây có ông nội với chú Út, anh Hậu, anh Hùng, anh Tư, anh Tấn, anh Phú, anh Bình, với thằng Ba Giá, anh Trường, như Nhí. Đây anh em cũng hoàn cảnh khổ không phải mọi người, chứ không có ai mà được dư giả gì nhiều hết trơn á. Rồi bắt đầu bây giờ anh em chuẩn bị đi chợ mua đồ mua gì đó ha mọi người. Rồi em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị và mọi người ha. Cảm ơn chị Vũ Tên và cô ở Hawaii đã cho những anh em ngượng chịu không mọi người. Mình tăng xin chào mọi người.